đưa ra chuyên môn kỹ thuật cho những cái nơi trung tâm đó, họ xem cái này nó phù hợp, thế thì họ mới mài nhỏ đi, ráp vào cái gọng kính mới để làm sao trở thành một cái kính hoàn chỉnh hơn. Rồi, thêm những cái câu hỏi thường gặp trong những cái lĩnh vực mà chúng ta đang vướng. Trong trường hợp này chúng ta đang bảo vệ đôi mắt thì anh chị ơi, anh chị cũng đang là muốn bảo vệ đôi mắt của mình đúng không ạ? Nhưng mà gặp nhiều vấn đề, anh chị chỉ biết một vài vấn đề thôi. Những vấn đề tiếp theo sau đây thì anh có thể hiểu rõ thêm mà chúng tôi đang mong muốn hỗ trợ cho anh chị điều này. Và rất là nhiều các anh chị khác đưa ra những vấn đề này, có thể anh chị sẽ thấy được là mình cũng vướng vào những vấn đề như thế này. Anh chị subscribe vào kênh để có thêm những thông tin mới nhất khi mà đưa video lên để anh chị nhận được những điều này đúng không ạ? Cái vấn đề ở đây là anh chị đang đeo một cái kính. Nếu mà anh chị cũng đang đeo kính thì đây là một cái mà chúng ta cần quan tâm. Đang đeo kính thì cái form đấy nó có sẵn rồi. Thế bây giờ là muốn mài cho nó nhỏ lại, nhỏ cái form nó lại để nó phù hợp với cái gọng kính khác. Chúng ta xem có một cái gọng kính khác nó nhỏ hơn cái gọng kính đang đeo. Nên anh chị cũng đã có cái kính đang đeo rồi mà muốn làm ra một cái kính khác, thì trong trường hợp này chúng ta mài nhỏ lên và đưa vào một cái gọng kính. Thế thì bạn ấy liên quan tới câu hỏi này, bạn hỏi như thế này: anh ơi, cho hỏi với, muốn sửa cái mắt kính đang đeo nó to, thế thì bây giờ mình mài nhỏ lại, chuyển nó vào một cái gọng kính nhỏ hơn cho nó đẹp và nó thon gọn thì có làm được không? Thì trong trường hợp này bạn hãy kiểm tra lại cái gọng kính đấy, đưa đến cho cái người chuyên môn, người ta xem phù hợp với gọng nào bạn thích. Thông thường ở đây chúng ta sẽ thấy là mài nó nhỏ gọn vào một cái gọng mới và nó đẹp, nó dễ đeo. Đấy là cái điều chúng ta cần và nó đạt được cái hiệu quả. Thế thì muốn điều này thì chúng ta phải tìm cái gọng kính mà nó phù hợp với khuôn mặt chúng ta. Chúng ta thích cái màu đó, cái kiểu đó, cái dáng đó. Sau đó thì chúng ta đưa ra chuyên môn, kỹ thuật cho những cái nơi trung tâm đó, họ xem cái này nó phù hợp, thế thì họ mới mài nhỏ đi, ráp vào cái gọng kính mới để làm sao trở thành một cái kính hoàn chỉnh hơn. Nhưng cái điều này thì nói trên lý thuyết nó dễ anh chị ạ, còn nếu mà vào thực hành thì chúng ta xem thêm cái số độ là quan trọng này, cái số độ mà chúng ta đang đeo này thứ nhất, cái hai nữa là cái gọng kính nó phải nhỏ hơn cái gọng kính đang đeo, cái thứ ba nữa coi cái loạn, cái cận nó như thế nào. Loạn cao là một vấn đề, cận cao là một vấn đề. Cận càng cao thì càng khó đeo, loạn càng cao thì càng khó đeo. Dễ nhất là cái độ cận và độ cận nhẹ. Nhẹ ở đây là dưới 2 độ. Nếu mà trong trường hợp chúng ta có những cái yếu tố đó thì cực kỳ dễ làm. Còn nếu mà chưa có đúng theo cái tiêu chuẩn đấy thì đây là một cái mà chúng ta có cái rủi ro cao và khó hoàn thành. Mà hoàn thành được rồi thì thật sự là rất là hay. Khi mà chúng ta có một cái kính mới, chúng ta chỉ cần mài nhỏ đi là chúng ta lắp vào được rồi, đúng không ạ? Rất là nhiều các anh chị cũng đã làm trường hợp này. Nếu mà bạn cũng đang làm được cái trường hợp này rồi thì chúng ta có thể cùng tương tác ở đây, cùng comment là có, để giúp cho nhiều người khác thấy được rằng cũng có thể làm được dễ dàng như thế. Và một số các anh chị thì đã làm nhưng chưa được, thì nó có vài yếu tố đúng không ạ? Rồi, thêm một cái yếu tố nữa mà nó quan trọng đối với những người đã làm trường hợp này chưa được. Vì sao? Vì đưa đến cái kỹ thuật, đưa đến trung tâm đó, người ta không làm cho mình, hoặc là người ta thấy là làm nó không có được cái chi phí lợi nhuận cao nên người ta không làm. Nên chúng ta sẽ bị rơi lại trường hợp là làm không được. Còn nếu mà chúng ta tìm đến đúng chỗ thì họ sẽ làm được cho mình, họ có tâm, họ sẽ làm lại cho mình, lợi nhuận ít họ vẫn làm. Đấy là lý do vì sao chúng ta đạt được hay không đạt được. Còn những câu hỏi mà anh chị đang được tư vấn ở đây thì chúng tôi sẽ làm giúp anh chị hiểu rõ là đạt được cái điều anh chị mong muốn. Rồi, thêm một cái chỗ nữa mà chúng ta cần quan tâm. Khi mà từ một cái gọng kính to qua một cái gọng kính nhỏ thì điều đầu tiên chúng ta phải quan tâm đến là nó cùng loại gọng. Nếu như đang nói ở gọng nhựa thì tìm một cái gọng khác là gọng nhựa. Đang nói ở gọng kim loại thì cũng phải tìm gọng khác là gọng kim loại. Thì nó gần như là dễ làm hơn, dễ phù hợp hơn. Đó, những tiêu chí đó thì giúp cho anh chị sẽ dễ dàng có được cái kính mới giống như mong muốn. Nhiều anh chị đã có điều này và rất là vui mừng khi mà chúng ta đạt được cái điều đó. Thì chúng ta cần phải có vài cái tiêu chí đúng không ạ? Nếu mà anh chị xem được cái tiêu chí này thì đây là một trong những kết quả mà anh chị tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được chi phí, và đặc biệt nữa là biết được chỗ nào làm được cái này. Đấy là những cái điều mà anh chị đã đạt được. Rồi, nếu như
Trong cái trường hợp này nó không được thì còn giải pháp nào nữa hay không, thì chúng ta cần hỏi thêm câu hỏi là có cái cách nào để làm tốt hơn đúng cái nhu cầu của anh chị hay không. Khi đó sẽ có nhiều cái giải pháp hơn, đúng không ạ? Thêm một cái ý nữa mà chúng ta cần quan tâm như này, tìm thêm những cái dòng, những cái gọng mà chúng ta có thể thấy được là nó phù hợp với cái chúng ta muốn, rồi chúng ta đề xuất tìm cái gọng này, mua cái gọng như thế này để đến người kỹ thuật đó, người ta hỗ trợ cho chúng ta sao cho nó đúng. Tránh trường hợp chúng ta mua sẵn, hồi nãy là mình chỉ đề xuất thôi, tránh trường hợp chúng ta mua sẵn cái kính, cái gọng rồi chúng ta ướm vào không được, rồi ta mang đến trung tâm và yêu cầu họ là hỗ trợ thì hầu như là rất là khó cho anh chị. Cái này ấy, là Hòa chia sẻ trước vì trong kinh nghiệm 8 năm mà đang phục vụ cho 50.000 khách hàng thì chúng ta sẽ thấy được rằng chúng ta mua sẵn cái gọng đang đeo rồi và mua thêm một cái gọng mới và đề xuất mài nhỏ đi gắn vào cái gọng mới thì hầu như rất là khó và hầu như là không được luôn, nên chúng ta mất tiền, mất thời gian và mất công và mất cảm xúc, tụt cảm xúc chúng ta. Thêm một cái ý nữa mà chúng ta cần quan tâm nữa là chúng ta hãy đến những cái nơi gần nhất tìm hiểu trước, và những cái chỗ đó sẽ có một cái gọi là cái trải nghiệm phục vụ cho người dùng, thì chúng ta nên chúng ta hỏi và sẽ được tư vấn hỗ trợ phần đấy. Nếu anh chị đang thấy được cái điều này thì cần làm ngay đến nó, tránh trường hợp. Vì sao cần phải làm ngay? Vì khi chúng ta làm ngay mới biết rằng kính chúng ta đang sử dụng nó còn mới, nó còn phù hợp, nên cái người làm người ta cũng dễ dàng mài nhỏ đi và ráp lại cho cái kính mới chúng ta. Chứ còn để lâu quá thì họ bảo wow, cái này cháy hết rồi, cái này cũ rồi, cái này lâu rồi, làm không được đâu, bỏ đi rồi ABC gì đó, cuối cùng thì chúng ta đi nó mất công, không làm được cái kính, đúng không ạ? Nên chúng ta hãy làm ngay điều này, sau khi chúng ta xem được video chúng ta hãy hành động luôn, đến trung tâm gần chúng ta để chúng ta kiểm tra và yêu cầu hỗ trợ làm sao để có được cái kính mới giống như chúng ta mong muốn, hoặc là đến gần đây thì đến trung tâm mắt kính Titan để hỗ trợ anh chị điều này, đúng không ạ? Thì anh chị sẽ dễ dàng đạt được cái điều chúng ta muốn để chúng ta có được cái kính mới. Rồi, cảm ơn các anh chị. Nếu anh chị có thông tin gì comment ở phía dưới để chúng tôi hiểu và chúng tôi hỗ trợ anh chị trong những cái video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.